Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến khách hàng một căn mini phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạch Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tín đã muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4,5 m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 14 m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt và ba lầu đúc theo kiểu tầng lấn ngược. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính cũng như 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng hướng Tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây tứ trạch và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà tân cổ điển và phía ngoài mình có rất là nhiều những hoa văn chỉ nổi trang trí rất là đẹp và lan can. Căn nhà mình thì được sử dụng bằng chất liệu nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp và ngoài ra thì mình có những cái lục bình được anh chị nhà thiết kế trang trí cho căn nhà rất là đẹp. Và với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ khu này thì mình có tầm cỡ khoảng độ gần 100 căn và đặc biệt căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm hẻm thông khu bàn cờ với con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến 12 m, hai bên là nhà lầu đồng bộ rất là đẹp, cũng đã được xây dựng cũng như đã xây dựng xong khoảng độ 80% rồi thì chỉ còn là tầm cỡ khoảng 20% thì cũng đang trong thời kỳ xây dựng với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, điện nước âm và có cây xanh rất là thoáng và rất là mát. Khu toàn nhà lầu với căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà cũng như con đường ở phía trước để khách hàng tham quan. Thì căn nhà mình nằm trong khu phân lô, con đường thông bàn cờ chạy vòng tròn trong khu phân lô và ra các con đường chính ở phía bên ngoài. Và với căn nhà đang có hướng là hướng hướng Tây, phục chế hàng thuộc mệnh Tây tứ trạch. Và trong khu này thì nhà đất Hoàng Tín đang có cả nhà có hướng Tây và nhà hướng Đông, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Đông cũng như Tây tứ trạch. Và chỉ với giá từ 5 tỷ 600 triệu đồng đến 5 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng là khách hàng sẽ sở hữu cho mình một trong những căn nhà đẹp nằm tại trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạch Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay nhà đất Hoàng Tín xin chọn căn nhà đang có giá là 5 tỷ 900 triệu đồng để gửi đến khách hàng. Chỗ này thì mình có hai căn. Đây là căn sắp hoàn thiện, khoảng tầm cỡ khoảng độ nửa tháng nữa là đã hoàn thiện xong, một cặp nằm gần sát với nhau. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì phía ngoài mình sẽ có một con đường rộng lên đến 12 m và mỗi bên mình có thêm vỉa hè khoảng 3 m để mình để xe gắn máy. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa cuốn ở phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa bốn cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà. Căn nhà mình thì được anh chị nhà thiết kế có tầng lệch tầng, cho nên là mình có thêm một cái phòng khách ở phía bên trên. Và nếu gia đình mình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng phòng khách ở dưới tầng trệt. Rất là rộng rãi và thoáng mát. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường thì mình có những hoa văn chỉ nổi trang trí rất là đẹp. Và căn nhà này thì đang trong thời kỳ hoàn thiện khoảng xong khoảng 90% rồi. Hôm nay nhà đất Hoàng Tín xin quay video để gửi đến khách hàng, nếu khách hàng đang có nhu cầu nhưng đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà có bề ngang lên đến 4,5 m nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và chỉ với giá hơn 5 tỷ thì khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem, cũng như là để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà được anh chị nhà thiết kế lệch tầng để gia đình mình có xe hơi mình có thể để vào bên trong căn nhà. Với khu vực ở dưới tầng trệt này, sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80 để và sàn nhà đổ bê tông để mình để xe hơi mình sẽ không sợ bị lún. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Thì trụ thang tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương với hai tông màu đen và màu trắng. Cũng như đối diện cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ rượu được làm bằng gỗ và sơn cho mình cái tông màu màu trắng đi kèm với cái form thiết kế của căn nhà rất là đẹp. Và bên trong không gian phòng bếp thì mình cũng được anh chị nhà thiết kế mình có một cái phòng bếp được
làm bằng chất liệu gỗ và sơn cho mình một cái tông màu trắng cũng như mặt đá hoa cương, và đối diện thì mình có những mảng tường được anh chị nhà ốp 3D trang trí rất là đẹp. Và phía sau căn nhà thì anh chị nhà thiết kế trừ cho mình một cái giếng trời ở phía sau rộng lên đến 1 mét để mình mở cửa sổ lấy gió và ánh sáng của tất cả các lầu cũng như các phòng ở phía sau căn nhà. Và khu vực ở dưới tầng trệt này thì mình có một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp và khu vực gara để xe của căn nhà. Và nội thất bên trong căn nhà thì đang ngày mai ngày mốt thì thợ sẽ lắp ráp nội thất vào, thì bây giờ mình chỉ còn lại mấy cái hệ thống labo bàn cầu là đang chuẩn bị lắp ráp và đã được anh chị nhà đưa về và đang để ở dưới tầng trệt. Thì ngày mai ngày mốt mình sẽ được lắp ráp, và hôm nay nhà đất Hoàng Tiến thì xin quay video để gửi đến cho khách hàng, để gửi đến trước để khách hàng đang có nhu cầu cũng đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà để mình đón Tết đầu năm 2023 nằm tại trục đường Hào Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Và đây là khu vực không gian phòng khách thứ hai của căn nhà. Nếu gia đình mình có xe hơi mình bỏ bên dưới thì bên trên này mình làm phòng khách. Bên trong không gian phòng khách này thì mình cũng có những cái hoa văn chỉ nổi trang trí rất là đẹp. Phía sau thì mình có cửa sổ mở ra bên ngoài thấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và với không gian phòng khách tầng lửng thì được anh chị nhà thiết kế cho mình có những cái mảng 3D mà gỗ cắt 3D trang trí rất là đẹp và tủ rượu. Với căn nhà được thiết kế lệch tầng thì mình có thể làm phòng khách phía bên trên này, thì mình có thể quan sát khu vực phía bên dưới rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với căn nhà được thiết kế với 4 phòng ngủ chính thì mình chỉ có 2 phòng ngủ ở phía trước rộng hơn một chút. Phòng ngủ phía trước rất là rộng, được các chủ nhà thiết kế rất là đẹp, có cửa sổ cửa đi ra ban công phía ngoài thấy gió và ánh sáng. Toàn bộ lan can bên trong căn nhà mình được các chủ nhà sử dụng bằng chất liệu nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Mình sẽ có nhà vệ sinh, và nhà vệ sinh này thì anh chị đang để đồ cho nên là anh chị đang khóa lại, thì nhà đất Hoàng Tiến xin di chuyển lên khu vực lầu 2 để giới thiệu đến khách hàng về không gian phòng ngủ phía trước cũng như không gian phòng ngủ phía sau căn nhà. Và chỉ với giá 5.900.000 đồng còn thương lượng là khách hàng có thể sở ngay cho mình căn nhà đẹp nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, thì khách hàng nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình căn nhà và đón một cái Tết đầu năm 2023 nằm tại trục đường Hào Huy Giáp cũng như ngay chợ Thạnh Xuân và gần với lại ngã tư ga quận Giáp quận Gò Vấp, chỉ cách quận Gò Vấp tầm cỡ khoảng độ 5 phút đi xe gắn máy thôi, rất là gần. Các nhà mình thì vừa bước chân qua cầu vượt ngã tư ga chạy một chút xíu là đã tới rồi, với khu nhà lầu đồng bộ nằm trong khu phân lô rất là đẹp và với con đường rộng lên đến 12 mét, khu nhà lầu điện âm và cây xanh rất là thoáng mát thì thuận tiện đến khách hàng mua ở và nghỉ dưỡng cũng như gia đình có nhu cầu để xe hơi trong nhà thì căn nhà này rất là phù hợp với khách hàng sở hữu. Và đây là khu vực không gian nhà vệ sinh căn nhà mình. Nhà vệ sinh căn nhà thì đang được anh chị chủ nhà chuẩn bị lắp ráp các thiết bị thì anh chị đang để ở phía bên dưới, và bây giờ sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực không gian phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước, phía sau căn nhà. Đây là khu vực ở phía bên trên sẽ có một cái phòng thờ bên trong rất là rộng, được các chị nhà thiết kế rất là đẹp để gia đình có nhu cầu thờ cúng tổ tiên ông bà rất là tuyệt vời. Phía trước mình có khoảng sân để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát, được các chị nhà thiết kế cũng như làm cho mình có cầu thang để đi lên trên mái, và mình sẽ chiếu sơ qua là cái khu nhà lầu đồng bộ để cho khách hàng tham quan. Phía ngoài toàn bộ là khu nhà lầu rất là đẹp, và phía ngoài là trục đường chính đường Hào Huy Giáp. Mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phía trước căn nhà thì di chuyển lại khu vực không gian phòng giặt cũng như sân phơi ở phía sau căn nhà. Và với căn nhà được thiết kế rất là đẹp và chỉ với giá hơn 5 tỷ là khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà vừa để được xe hơi bên trong nhà và vừa có công năng sử dụng rất là nhiều.
Đây là khu vực bên trong, khu vực không gian phòng giặt căn nhà. Phía ngoài là khu vực sân để mình phơi đồ, và trục đường chính phía ngoài là trục đường Hà Huy Giáp. Và video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.